Nhưng với những gì thực tế diễn ra trên sân, mọi người đều thấy là hợp lý, đang đẩy đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vào một vị thế có thể nói là cực kỳ khó khăn. Đây là đội hình xuất phát của huấn luyện viên Isara Srithath sử dụng cho U18 Thái Lan ở trong trận đấu này. Và lúc này thì đội tuyển U18 Thái Lan mới chỉ có được một điểm qua 3 lượt trận và họ đang xếp ở cuối bảng B. Đây sẽ là một trận đấu mà nếu không thắng, U18 Thái Lan chắc chắn sẽ không còn cửa cạnh tranh cho một chiếc vé đi tiếp. Trong khi đó thì đối với U18 Việt Nam, chúng ta đang xếp ở vị trí thứ 3, tạm thời là như vậy, với 6 điểm. Thi đấu ít hơn so với Malaysia và Australia một trận, kém 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại vào lúc này có thể nói là cực kỳ khó khăn. Đội tuyển U18 Việt Nam vào lúc này mới chỉ có hiệu số bàn thắng bại là dương 1, trong khi đó thì hai đối thủ đang ở phía trên đang có hiệu số bàn thắng bại là dương 7 và dương 6. Chính vì vậy mà trận đấu ngày hôm nay sẽ là trận đấu mà trước hết buộc phải thắng Thái Lan để bằng điểm với các đối thủ cạnh tranh, và sau đó là cuộc chạy đua về mặt hiệu số ở lượt trận cuối cùng khi đối thủ sẽ là đội tuyển U18 Campuchia. Đây là đội hình xuất phát của U18 Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay. Có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn với sự trở lại của Huỳnh Công Đến cũng như là Phan Tuấn Tài. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ngồi trên băng ghế huấn luyện và bên cạnh ông có giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là ông Juan Gede. Ở trong những trận đấu trước thì ông Juan Gede ngồi trên khán đài để có thể theo dõi trận đấu một cách trọn vẹn nhất và đưa ra những đấu pháp dành cho đội tuyển U18 Việt Nam cho trận đấu sắp tới. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Indonesia Vikasana. Hai trợ lý của ông lần lượt là Francis Encantado người Philippines và trợ lý hai là ông Nuhadi người Indonesia. Ở lượt trận thứ 3 thì U18 Việt Nam đã có trận đấu duy nhất trên sân vận động Bình Dương trong khuôn khổ các trận đấu vòng bảng. Và ngày hôm nay thì U18 Việt Nam đã trở về với sân vận động Thống Nhất. Ở giải đấu năm nay thì các trận đấu diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương trên 4 sân đấu. Và ở vòng bán kết các đội bóng sẽ thi đấu tại Bình Dương. Các trận đấu tranh giải 3 và chung kết sẽ được diễn ra trên sân vận động Thống Nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là một cuộc đối đầu đầy duyên nợ. Mỗi khi Việt Nam gặp Thái Lan thì nó đều thu hút sự quan tâm chú ý của người hâm mộ. Và với bối cảnh mà U18 Việt Nam cũng như là U18 Thái Lan đều không còn đường lùi ở trong lượt trận thứ tư này, thì đây sẽ là một trận cầu đứa hẹn đầy căng thẳng và kịch tính. Như đã nói thì U18 Thái Lan vào lúc này đang xếp ở vị trí cuối cùng của bảng B, mới chỉ có được một điểm và chỉ có thắng lợi mới giúp cho họ duy trì được khả năng để cạnh tranh một chiếc vé đi tiếp. Thực tế là con đường đó đã chấm dứt với U18 Thái Lan khi mà hai đội bóng Malaysia và Australia đã có được 9 điểm. Nhưng cuộc đối đầu với Việt Nam ở bất kỳ một cấp độ nào của đội tuyển đều mang lại những trận đấu căng thẳng vì danh dự. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì U18 Việt Nam, đội bóng áo đỏ là những người chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Như đã nói thì có 3 sự thay đổi trong đình xuất phát của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong cuộc đối đầu này. Đội xuất phát của U18 Thái Lan ở trong trận đấu ngày hôm nay gồm có thủ môn là số 1 Savovit Rajat, số 2 Phongsakon Thisat, số 6 Wissana Daurajai, số 7 Chanarong Promsikeo, số 8 Natcha Promsambun mang băng đội trưởng, số 9 Sinathan Rungruyan, số 10 Purachat Tosanit, số 11 Chamongkon Rungsanarot, số 13 Pradon Patapong, số 20 là Jadrapong Samahung và số 22 là Achipon Kerarom. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia U18 Thái Lan đó là Isara Siraro. Đội xuất phát của đội tuyển U18 Việt Nam gồm có thủ môn mang áo số 1 Ielinie, cao thủ số 3 Võ Minh Trọng, số 5 Trần Hoàng Phúc, số 6 Hồ Phát Lương, số 7 Nguyễn Xuân Bình, số 8 Đặng Quang Tú, số 10 Huỳnh Công Đến mang băng đội trưởng, số 11 Võ Nguyên Hoàng, số 12 Phan Tuấn Tài, số 15 Nguyễn Kim Nhật và số 20 là Nguyễn Nhĩ Khang. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U18 Việt Nam là ông Hoàng Anh Tuấn. Trong suốt chiều dài của giải đấu năm nay thì trong 4 trận đấu, đội hình xuất phát của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn luôn luôn có sự thay đổi. Với phong độ tốt ở trận đấu gặp U18 Singapore thì Đặng Quang Tú và Nguyễn Nhĩ Khang tiếp tục duy trì được một vị trí trong 11 cái tên trong đội hình xuất phát. Trong khi đó thì sự trở lại của Huỳnh Công Đến sẽ bổ sung cho sức sáng tạo ở hàng tiền vệ của U18 Việt Nam. Huỳnh Công Đến đã không thi đấu ở trận đấu gặp U18 Singapore, trận đấu mà chúng ta không có nhiều khó khăn để có thắng lợi với tỷ số 3-0. Nhưng ngày hôm nay là một trận đấu một mắt một con,
và Huỳnh Công Đến, một trong những tiền vệ được đánh giá cao nhất của đội tuyển U18 Việt Nam cho tới điểm này đã có thể trở lại. Để chuẩn bị cho giải đấu năm nay thì Hải Phòng đã đột ngột biến mất chưa rõ nguyên nhân và 2.400 lao động của công ty này thì đang hoang mang vì nhận được thông báo nghỉ việc. Doanh nghiệp này đang nợ khoảng 30 tỷ tiền lương và bảo hiểm xã hội của người lao động. Liên đoàn Lao động Hải Phòng đã gặp công nhân để lắng nghe các kiến nghị và giải thích về chế độ quyền lợi của người lao động nếu nhà máy đóng cửa. Đối thủ Thái Lan luôn luôn là một đối thủ trận đấu nào cũng tạo ra sức hút ở tất cả cấp độ. Pha phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi của Kim Nhật. Pha xử lý rất nỗ lực. Rất có thể trong ngày hôm nay Thái Lan sẽ thể hiện một trận đấu khác khi gặp Việt Nam. Đó là điều mà chúng ta đã gặp nhiều lần. Có những giải đấu Thái Lan chơi vật vờ ở các trận trước, nhưng họ trở lại chính mình khi gặp đội Việt Nam. Pha xử lý kỹ thuật của Kim Nhật, cầu thủ của Viettel. Kim Nhật đã có được một bàn thắng ở giải U18 Đông Nam Á năm nay. Minh Trọng là tác giả bàn thắng đầu tiên của Việt Nam ở giải lần này. Công Đến. Ném biên cho U18 Việt Nam. U18 Việt Nam vẫn xuất phát với số chiến thuật 4-2-3-1. Tiền đạo cắm vẫn là Nguyên Hoàng. Cầu thủ đã có được 2 bàn thắng ở giải đấu năm nay. Cầu thủ Việt Nam chủ động dâng cao và trận đấu đã diễn ra sôi nổi hơn. Pha đánh chặn của trung vệ Hồ Khắc Lương. Minh Trọng. Ở trận đấu gặp Malaysia, Minh Trọng ghi bàn ở những phút bù giờ thẳng từ pha phạt góc chân trái. Đá phạt cho cầu thủ Việt Nam. Việc cầu thủ Việt Nam đã chơi chủ động trở lại và gây sức ép có đến quả phạt là điều rất cần thiết. Quả phạt có cự ly khoảng 30 mét. Cú đá có lực. Pha lên bóng đã bị cắt đứt. Cầu thủ đã kịp can thiệp là trung vệ Hoàng Phúc. Hoàng Phúc vẫn đang đá cặp trung vệ với Khắc Lương. Công Đến. Đường chuyền của Kim Nhật. Kim Nhật chuyền bóng lên cho Nguyên Hoàng.
tình huống đi bóng nguy hiểm của Sithinan. Đến lúc này thì dường như ông Hoàng Anh Tuấn đã tìm ra được bộ khung được coi là mạnh nhất của người ta Việt Nam với những con người hiện có tại giải U18 Đông Nam Á năm nay. Sau giải đấu thì danh sách sẽ còn được bổ sung một số cầu thủ đang thi đấu tại dạng nhì. Đây là Faradon. Cầu thủ Thái Lan cũng đang chứng tỏ quyết tâm rất cao. Nguyên Hoàng rất nhanh. Đó là pha lên bóng của Quang Tú. Tình huống hết sức nguy hiểm. Rất may là cuối cùng Ielinie đã bắt được bóng. Không phải lần đầu trong trận đấu các trung vệ và thủ môn U18 Việt Nam có những lúng túng nhất định trong phối hợp. Khi còn là cầu thủ, ông Isara chơi cho đội Ngân hàng Thái Lan. Đó là đội bóng mạnh của Thái Lan ở những năm đầu thập niên 1990. Đi bóng rất dẻo. Trận đấu đang diễn ra sôi nổi. Sau phút thăm dò thì hai bên đều đã bộc lộ rất nhiều, cả trong tấn công cũng như phòng ngự. Krishna. Một pha tranh chấp rất hay ở giữa sân. Quả pha cho 18 Việt Nam. Pha phạm lỗi của Chat Mong Con. Võ Minh Trọng. Những pha tranh chấp rất quyết liệt. Trước trận đấu thì ban huấn luyện của U18 Việt Nam đã trao đổi rất kỹ lưỡng với các cầu thủ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò phải chơi tập trung, quyết tâm trước Thái Lan. Thái Lan có thể chỉ giành được một điểm ở 3 trận đầu tiên, nhưng họ sẽ rất khác khi gặp U18 Việt Nam. Pha đi bóng của Nguyên Hoàng. Cầu thủ đã kịp cản phá là Chan Mong Con.
Cầu thủ ném biên là Nguyễn Nhĩ Khang. Nhĩ Khang đang thi đấu vị trí hậu vệ cánh phải. Công đến. Bước đầu không khí rất sôi nổi trong buổi tối mát mẻ ở sân nhất Thành Duy Anh. Không khí bóng đá ở Thành Duy Anh gần đây đã tốt trở lại. Mặt sân đẹp, khán giả đến đông, tạo ra không khí sôi nổi. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kết số VC. Trận đấu tại giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan. Lúc này chúng tôi đang gửi đến khán giả trận đấu trên các kênh truyền hình VTC1 và Vietnam Journey. Ngoài ra là các kênh phát thanh VTC1 và VTC2. Quả phạt góc cho U18 Việt Nam. Ngoài các kênh phát thanh và truyền hình, khán giả có thể theo dõi giải đấu U18 Đông Nam Á qua kênh YouTube của VFS, YouTube của Nextsport và fanpage của Nextsport. Công đến đá phạt góc. Pha phạm lỗi. Xuân Bình và Công Đến vẫn là bộ đôi từ trung tâm của U18 Việt Nam. Đây là diễn viên điện ảnh Hoàng Sơn, một người rất yêu bóng đá. Hoàng Sơn cũng là nòng cốt của đội bóng nghệ sĩ Hồ Chí Minh, thành lập cách đây hơn 2 thập kỷ. Đường chuyền lên rất tốt. Một cơ hội. Rất tiếc là cơ hội đã trôi qua. Cầu thủ nhận được bóng là Công Đến. Một pha chuyền dài rất chính xác từ sân nhà. Tuấn Tài, Nhĩ Khang là cầu thủ của Gia Lai. Trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Mặc dù cờ đã căng nhưng phải nói đó là pha bóng hết sức nguy hiểm. Cầu thủ Việt Nam cần phải rút kinh nghiệm. Cầu thủ Việt vị là Achit Pon. Ở trận đấu gặp Australia, U18 Việt Nam đã thua 2 bàn đầu tiên từ những pha bóng mà đội bạn chọc thẳng vào trung lộ giống như vừa rồi. Pha va chạm đã khiến cho cầu thủ Thái Lan bị đau. Và lúc này Phan Tuấn Tài đang là một trong 3 mũi tấn công của U18 Việt Nam. Chính xác là 3 hộ công. Đá phía sau tiền đạo cắm Võ Nguyên Hoàng.
Trận ra quân, Phan Tấn Tài được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên từ trận sau thì khi mà Minh Trọng được đưa vào đá hậu vệ trái, Phan Tấn Tài đã được đẩy lên đá cao hơn, thường xuyên là mũi tấn công ở bên cánh trái. Chúng ta vừa chứng kiến những hình ảnh đẹp, có thể nói là rất thân thuộc ở sân nhất Hồ Chí Minh. Khán giả đã lấp kín các khán đài của sân Thống Nhất. Những làn sóng người. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là 0-0. Việt Nam đang có một thế trận tốt hơn. Tuy nhiên hàng phòng ngự cũng đã để xảy ra những tình huống không an toàn. Tôi xin đính chính là trận đấu vừa kết thúc giữa Singapore và Campuchia ở giải U18 châu Á cũng tại bảng B đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Singapore. Chúng tôi sẽ nhắc lại là Singapore thắng Campuchia 1-0. Như vậy lúc này ở bảng B, Malaysia sau 4 trận thắng đang dẫn đầu với 12 điểm. Australia lúc này cũng vẫn chỉ có 9 điểm. Singapore sau trận thắng Campuchia vừa rồi đang có 4 điểm. Campuchia lúc này vẫn chỉ có 3 điểm. Tình hình ở bảng B vẫn đang phức tạp. Vì thế đội Việt Nam cần phải thắng ở trận đấu ngày hôm nay để có thể tự quyết định việc giành vé vào bán kết. Kim Nhật. Sau đây 2 ngày thì lượt trận cuối của vòng bảng tại bảng B sẽ diễn ra. Pha đánh chặn của Xuân Bình. Kim Nhật. Minh Trọng. Đường truyền của Chanarong. Đường truyền khá chính xác. Pha xử lý từ cuối sân không thành công của số 13 Pharadon.
U18 Việt Nam đang nhận được sự cổ vũ rất mạnh của khán giả trên các khán đài. Khoảng một nửa thời gian thi đấu hiệp 1 đã trôi qua, tỷ số vẫn đang là 0-0. Jack Rapong cầu thủ Thái Lan đang bị đau sau khi bị bóng trúng vào người. Cầu thủ bị đau là Purachat. Các cầu thủ đến từ Thái Lan. Có thể nói về văn hóa cổ động thì Thái Lan đi trước Việt Nam khá xa. Chúng ta xem lại pha bóng mà cầu thủ Purachat đã bị bóng trúng vào người. Những năm ở đây văn hóa cổ động của Việt Nam đã tốt hơn trên các khán đài. Với Thái Lan thì cách đây gần 20 năm họ đã bắt đầu có những hình thức cổ vũ sôi động, nhiều ý nghĩa. Tình huống cao chân nguy hiểm. Thái Lan đang chơi lấn sân. Các tiền vệ Việt Nam đang khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Tình huống cao chân của Xuân Bình. Pha chèo bóng của Chat Mong Con. Tình huống bắn ra kịp thời của Ye Linie, thủ môn người dân tộc ED. Minh Trọng, Tuấn Tài, pha chuẩn bị rất hay. Đá phạt cho 18 Việt Nam. Trọng tài đã thổi vào số 7 Canarong. Đây sẽ là quả phạt rất nguy hiểm nếu được tổ chức tốt. Đứng trước bóng là Công Đến. Pha cản phá của đội trưởng Natcha. Hãy
Xuân Bình, Quang Tú. Trận đấu vẫn đang diễn ra trong thế giằng co. Thái Lan nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng 54%. Pha phạm lỗi của Đặng Quang Tú, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Đứng trước bóng vẫn là Chát Mong Con. Chát Mong Con hết sức nguy hiểm. Ilinie băng ra nhưng đấm không trúng bóng. Đội bạn đã đưa được bóng về phía cầu môn của U18 Việt Nam. Một tình huống mà thủ môn Ieline đã chọn điểm rơi không chính xác. Võ Minh Trọng. Cú đá từ xa của về cánh phải Nguyễn Nghĩ Khang. Ở giải đấu năm nay, huấn luyện viên Anh Tuấn đã sử dụng đến 3-4 cầu thủ ở vị trí về phải. Xuân Bình. Ở tuyến giữa U18 Việt Nam lúc này, Xuân Bình đang đá cạnh Đặng Quang Tú. Đội trưởng công đến đã được đẩy lên đá ở vị trí hộ công. Vào lúc này, công đến cùng với Kim Nhật và Phan Tuấn Tài đang là ba vị trí đá phía sau thì đào cắm Võ Nguyên Hoàng. Cầu thủ Việt Nam đang tỏ ra căng thẳng, không có được sự liên lạc trong lối chơi, cũng không thường xuyên liên lạc với nhau. Xuân Bình, Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng thường xuyên phải nhận bóng trong thế quay lưng về cầu môn đối phương.
lên được. Minh Trọng, Xuân Bình, Nhĩ Khang, ném biên cho 18 Việt Nam. Nhĩ Khang, Minh Trọng sút xa, cú đá mạnh của Minh Trọng nhưng bóng đã đập cầu thủ Thái Lan. Achipon công đến. Kim Nhật, lực lượng của Thái Lan tỏ ra khá đồng đều. Đến lúc này Thái Lan là đội bóng có sự liên lạc giữa các tuyến tốt hơn so với Việt Nam. Nhĩ Khang, Pararon của Thái Lan vừa rồi đã phải nhận thẻ vàng. Ném biên cho 18 Việt Nam. Sân Thống Nhất đến lúc này đã không còn một chỗ trống. Jack Rapong, lên bóng rất nhịp nhàng. Đến lúc này các cầu thủ Việt Nam luôn cố gắng không để Thái Lan đưa những pha bóng quạt ngược lại từ cuối sân. Thái Lan đã có một số lần đưa bóng được xuống đáy biên, và nếu để đội bạn đưa bóng ngược trở lại sẽ tạo ra những tình huống tiếp cận cầu môn khó lường. Xuân Bình, Nhĩ Khang, pha phạm lỗi của Xuân Bình. Từ đầu trận Xuân Bình đã rất vất vả trong vai trò của một tiền vệ đánh chặn. Thái Lan có được sự uyển chuyển nhất định trong cách chơi, và cầu thủ Việt Nam đang trải qua những phút thi đấu phải nói là khó khăn.
pha chạy bóng giữa Nhĩ Khang và Sithinan. Trận đấu đã có tất cả 17 lỗi, trong đó 10 lỗi thuộc về U18 Việt Nam. Pha ném biên của Pharadon. Hậu vệ Việt Nam vẫn rất cố gắng không để đội bạn đưa bóng vào trong. Pha can thiệp của Khắc Lương. Pha xử lý vừa rồi của Chan Bong Kon. Thái Lan luôn có những pha triển khai tương đối nhịp nhàng, đưa bóng xuống nách biên. Chuyền vào rất nguy hiểm. Chanarong. Jack Rapong. U18 Thái Lan vẫn đang nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng. Chúng ta vừa xem lại pha phạm lỗi của Kim Nhật. Ban tổ chức đã cắt riêng một khu vực khán đài nhỏ cho huấn luyện viên Thái Lan. Đó là điều cần thiết. Cổ động viên tại sâu nhất đang cổ vũ theo cách rất thịnh hành ở Nhật Bản nhiều năm nay. Bóng đá Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều học hỏi nhiều từ cách cổ vũ của người Nhật. Việt vị, rất may là Việt vị. Cầu thủ Việt vị là Chitpon. Tình huống nổi nóng của cầu thủ Thái Lan. Đá bóng rất mạnh vào người đối phương.
của Kim Nhật. Tuy nhiên sau đó Faradon đã có hành động phi thể thao. Thái Lan đã hai lần dứt điểm vào cầu môn của U18 Việt Nam. Đội Việt Nam mới chỉ có một lần. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang tỏ ra căng thẳng và chưa được thanh thoát trong lối chơi. Đối với nhiều cầu thủ U18 Việt Nam thì có lẽ đây là lần đầu họ thi đấu trên một sân bóng lớn và đông khán giả như thế này. Có thể thấy là cũng hơi phí cho một khu vực khán đài khá rộng được dành cho huấn luyện viên Thái Lan, trong khi nhiều người muốn vào sân nhưng đã hết chỗ. Các khán đài của sân nhất lúc này đều có dấu hiệu quá tải, rất nhiều người đứng chen nhau ở cửa ra vào. Hiệp một trận đấu có 2 phút bù giờ. Khoảng trống sẽ rất nguy hiểm nếu đội bạn khai thác tình huống vừa rồi và sút bóng tốt. Trên hàng tiền đạo thì trung phong Nguyên Hoàng tỏ ra đơn độc, ít có bóng và nếu có cũng phải nhận trong những tình huống rất khó. Minh Trọng đi bóng dọc biên. Rất tiếc là đã không thể có được sự liên lạc bên trong. Sút xa. Cú đá của tiền vệ trung tâm Xuân Bình. Xuân Bình đã chơi rất nỗ lực trong hiệp một này. Một trong vị trí tốt nhất của U18 Việt Nam. Nguyên Hoàng đi bóng vào trong. Pha cắt bóng tỉnh táo của đội trưởng Nát Trang. Khắc Lương. Trọng tài Indonesia ông Pubadin đã nổi còi khép lại một trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Thái Lan. Trận đấu ở B của giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media. Hết hiệp 1 hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Ở hiệp 4 cầu thủ Việt Nam đã bị căng cứng, thi đấu không đúng khả năng. Thái Lan đã cho thấy khi ở Việt Nam họ vẫn là đối thủ rất khó chơi. Theo chúng tôi với gì diễn ra thì việc tỷ số 0-0 xuất hiện sau 45 phút đầu tiên là một điều tốt với U18 Việt Nam. Chúng ta cần thời gian để rút kinh nghiệm và có những tính toán phù hợp hơn trong hiệp 2.
Chúng ta cùng trở lại với Sương Thất Hữu Trinh. Đây là hiệp 2 trận đấu giữa hai đội U18 Việt Nam và U18 Thái Lan. Trận đấu tại giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media. Hiệp 2 của trận đấu Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phạm vào nhỏ các bạn. Pha bóng nguy hiểm của Thái Lan. Rất may đội bạn không thể đưa bóng vào trong. Cho đến điểm này cả hai bên đều chưa thay người. Ở hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam đã có những lúng túng nhất định. Có thể là vì yếu tố tâm lý. Thái Lan là đội đã chơi mạch lạc hơn trong hiệp 1 của trận đấu. Pha phát bóng chính xác của Yelinie. Võ Nguyên Hoàng. Xuân Bình. Pha xử lý không thành công của Nhĩ Khang. Chúng ta xem lại pha đi bóng của Achipon. Bóng đập lưng cầu thủ Việt Nam. Achipon là cầu thủ đã có được một bàn thắng ở giải đấu năm nay. Bàn thắng đầu tiên của Thái Lan ở giải U18 Đông Nam Á 2019 vào lưới Singapore. Đá phạt cho người Việt Nam. Đã xảy ra va chạm. Pha đi bóng rất quyết tâm của Võ Nguyên Hoàng. Sau khi bị phạm lỗi thì Nguyên Hoàng đã trả đũa. Cầu thủ phạm lỗi với Nguyên Hoàng là Chan Mong Kon. Nguyên Hoàng đã nổi nóng một cách không cần thiết ở tiếng vừa rồi. Có thể coi quả phạt này là một cơ hội dành cho U18 Việt Nam. Công đến sẽ đá quả phạt này. Cự ly khoảng 20 mét. Đó là Minh Trọng chứ không phải Công đến. Minh Trọng bất ngờ băng lên dứt điểm bằng chân trái. Ở trận đấu ra quân gặp U18 Malaysia, Minh Trọng đã bất ngờ ghi bàn từ tình huống phạt góc. Bóng đi vòng thẳng vào cầu môn của Malaysia. Pha đua tốc độ của Chan Mong Kon.
Nguyên Hoàng. Rất nhịp nhàng. Cầu thủ Việt Nam đang chơi lấn sân. Khắc Lương, Minh Trọng, Minh Trọng, Võ Nguyên Hoàng, không hợp lý. Đường truyền của Nguyên Hoàng sửa lưng hậu vệ phải Nhĩ Khang. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kết số VC. Trận đấu tại bảng B của giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media. Tỷ số trận đấu U18 Việt Nam và U18 Thái Lan lúc này vẫn là không đều. Trận đấu đã được chúng tôi gửi đến khán giả trên các kênh truyền hình VTC1 và Vietnam Journey. Bên cạnh đó là các kênh phát thanh VOV1 và VOV2. Rất quyết tâm, không thể dứt điểm. Pha xử lý của Công đến. Ngoài các kênh phát thanh và truyền hình thì khán giả có thể theo dõi các trận đấu tại giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media thông qua các kênh YouTube của VFF, YouTube của Next Sport và fanpage của Next Sport. Pha bắt bài của thủ môn Sobonvit. U18 Thái Lan 2 người. Cầu thủ dưới sân của Thái Lan là Chanarong. Vào sân là số 17 Thirapak. Thirapak đã có được một bàn thắng ở giải đấu lần này. Pha ghi bàn vào lưới U18 Campuchia. Ielinie băng ra nhưng không bắt được bóng. Thêm một cơ hội thuộc về Achipon. Thêm một pha bóng phối hợp không tốt giữa thủ môn và hậu vệ U18 Việt Nam. Phan Tuấn Tài. U18 Việt Nam đến lúc này vẫn chưa thay người. Cầu thủ ném biên là Phong Sa Con. Phong Sa Con chuyền vào trong.
đến lượt U18 Việt Nam thay người. Vào sân cũng là cầu thủ áo số 17 giống như Thái Lan. Cầu thủ vào sân là Xuân Tạo. Xuân Tạo là cầu thủ của Đà Nẵng. Xuân Tạo vào sân thay Đậu Quang Tú, Đặng Quang Tú. Substitution for Vietnam. Player number 8, Đặng Quang Tú, replaced by player number 17, Phạm Xuân Tạo. Đội Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Giờ trường của Xuân Tạo là thi đấu vị trí hậu công. Vào sân thay cho cầu thủ số 8, Đặng Quang Tú. Mỗi bên đã thay một cầu thủ. Nguyễn Hoàng, cơ hội, đối mặt, dứt điểm, không vào. Vừa vào sân Xuân Tạo đã có cơ hội. Xuân Tạo đối mặt với thủ môn Soponvit. Xuân Tạo là cầu thủ rất nhanh. Pha va chạm đã khiến cho thủ môn U18 Thái Lan Soponvit bị đau. Đến lúc này Nguyễn Hoàng mặc dù không có nhiều cơ hội nhưng đã phát huy được khả năng tì đè làm tường. Nguyễn Hoàng là người đã kiến tạo cho Xuân Tạo. Cổ động viên Việt Nam vẫn đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên đến với các tuyển thủ của chúng ta. U18 Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc trong những phút đầu hiệp 2 và đã tạo ra được cơ hội tốt thực sự đầu tiên. Minh Trọng, đường chuyền vào của Minh Trọng, Xuân Bình, công đến. Tưởng rằng bóng đã đi vào cầu môn của Soponvit nhưng rất tiếc lại bật ngoài đó và nảy ra ngoài. U18 Việt Nam đã chơi mạnh lạc hơn rất nhiều. Bóng được trả ngược lại hết sức nhịp nhàng. Pha khống chế và dứt điểm hợp lý của Kim Nhật. Chỉ thiếu một chút may mắn. Chuyền vào Phan Tuấn Tài, cú đánh vai của Tuấn Tài. Những giây phút rất hứng khởi ở sân Thống Nhất. U18 Việt Nam chỉ thiếu có bàn thắng thôi. Khắc Lương, Nguyên Hoàng, hậu vệ Việt Nam mắc lỗi vị trí ở bên cánh phải, quá nguy hiểm.
Rất may là hậu vệ phải Nhĩ Khang đã chuộc lỗi, kịp cản phá tình huống vừa rồi. U18 Thái Lan thay cầu thủ thứ hai vào sân là số 19 Anacha. Substitution for Thailand. Player number 20, Chakrapong Samahun, replaced by player number 19, Anacha Tesvili. Cầu Thái Lan có sự thay đổi cầu thủ. Anacha vào sân thay cho số 20 Jakrapong. Minh Trọng. Phan Tuấn Tài. Trong hiệp 2 này, U18 Việt Nam đã có những pha đưa bóng được xuống đáy biên, sau đó trả ngược lên, tạo ra những cơ hội. Cần phải rất cảnh giác với pha tấn công này. Vẫn là cao thủ Thái Lan. Phong Sakon. Ném biên cho U18 Việt Nam. Rất nhiều màu sắc trên các khán đài ở sân Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Những pha ăn miếng trả miếng liên tục của hai đội. Trận đấu đã có tất cả 7 quả phạt góc, trong đó 4 quả thuộc về U18 Việt Nam. Phong Sakon. Cầu thủ là cánh phải của Thái Lan, Phong Sakon lên xuống phòng ngự cũng như tấn công đều rất hợp lý. U18 Việt Nam thay cầu thủ thứ hai vào sân là Mạnh Quỳnh. Trần Mạnh Quỳnh vào sân thay cho Nguyễn Nghĩ Khang. Trần Mạnh Quỳnh là cầu thủ của sông Lam Nghệ An. Trận đấu đã có tất cả 25 lỗi, Việt Nam mắc 14 lỗi. Krishna. Ném biên cho cầu thủ Việt Nam. Quỳnh.
quả phạt góc. Pha xử lý của Minh Trọng. Hồ Khắc Lương. Rất quyết liệt. Thẻ vàng dành cho Fonsacon. Fonsacon là hậu vệ cánh phải rất khỏe của U18 Thái Lan. Trong buổi chiều nay thì bất ngờ rất lớn đã xảy ra khi U18 Malaysia thắng U18 Australia 3-0. Ngay trong hiệp 1, Malaysia đã dẫn 3-0. Điều này khiến cho tình hình nhóm đầu ở bảng B rất phức tạp. Việt Nam kể thắng Thái Lan ngày hôm nay thì cũng chỉ có được 9 điểm bằng với Australia và Malaysia. Rất nguy hiểm. Rất may là đã có một pha cản phá ngay trên vạch cầu môn. Hai bên đều đã tạo ra những cơ hội thực sự nhưng mà thắng vẫn chưa đến. Mạnh Quỳnh. Pha đánh chặn của Xuân Bình. Minh Trọng. Mạnh Quỳnh. Chúng ta xem lại cơ hội của Thái Lan xuất phát từ pha phạt góc. Quả đá phạt góc rất tốt. Một tình huống thoát thua, có thể nói là ngoài nỗ lực ra còn có may mắn nữa. Kim Nhật. Pha băng ra của Yelinie. Vẫn có chút chần chừ nhưng cuối cùng cũng lại là may mắn, đã cản phá được. Pha phản công. Tình huống sút thẳng về cầu môn của Thái Lan. Đó là Kim Nhật. Một đường chuyền rất tốt. Đây là một giải pháp tốt của Kim Nhật, vừa chạy vừa dứt điểm ở góc hơi hẹp. Phút thứ 71 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Việt Nam đã có nhiều hơn thời gian kiểm soát bóng với 60%.
công. Nguyên Hoàng chuyền vào trong, đồng đội kịp tiếp cận. Rất tiếc cú đá lại không trúng tầm bóng. Cơ hội dành cho Phạm Xuân Tạo. Thủ môn Thái Lan hơi chần chừ và Xuân Tạo đã có cơ hội dứt điểm. Hiệp 2 diễn ra với chất lượng cao hiệp 1 rất nhiều. Vẫn là cao thủ Thái Lan. Phạt góc cho Thái Lan. Cầu thủ vừa chuyền bóng vào vòng cấm là Chad Mongkon. Mỗi bên có thể thay thêm một người. Đây là sẽ đổi người cuối cùng của Thái Lan. Vào sân là số 21, Buntapon, cầu thủ duy nhất của Thái Lan đã có được hai bàn thắng. Cả hai bàn đều được ghi vào lưới của U18 Campuchia. Cầu thủ rời sân là Achipon. Thái Lan thực hiện những pha phạt góc bên cánh trái, bên cánh phải vào rất nguy hiểm. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi và có chất lượng. Lúc này thì tất cả những cầu thủ đang ghi bàn cho hai bên ở giải đấu này đều đang có mặt trên sân. Pha đối mặt hết sức nguy hiểm. Rất may đội bạn đào bóng trúng vị trí của thủ môn Dielinie. Những giây phút lấn sân của U18 Thái Lan, Việt Nam phải chống đỡ rất vất vả. Pha phạm lỗi của Xuân Bình. Hậu vệ Việt Nam kèm người không tốt. Cầu thủ vào sân thay người Buntapon không chia bóng và dứt điểm rất hay. Pha cản phá có phần may mắn của Dielinie. Tình huống kèm người không tốt. Đội bạn giành chân và xử lý nhanh bằng cả hai chân. U18 Thái Lan đấy quyền thay người. Việt Nam có thể thay thêm một người. Sự thay đổi người cuối cùng. Vào sân là Bùi Tiến Sinh.
Trần Gia Quân, tiến sinh bằng đội trưởng của U18 Việt Nam. Bùi Tiến Sinh là cầu thủ của Viettel. Dưới sân là Kim Nhật. Với tình hình này thì đội Việt Nam cần phải có được chiến thắng trước Thái Lan thì mới tự quyết định được việc lọt vào bán kết. Trong trường hòa Thái Lan thì mọi chuyện không nằm trong sự kiểm soát của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò. Nếu hòa, Việt Nam sẽ chỉ có được 7 điểm. Trong khi đó cũng với 4 trận đấu, Australia và Malaysia đều đã được 9 điểm. Trận đấu cuối cùng Australia gặp Singapore, còn Malaysia gặp Thái Lan, U18 Việt Nam gặp Campuchia. Cầu thủ đội bạn bị đau là Sithinan. Phạt góc cho Thái Lan. Sức ép liên tục về cầu môn của Yelinie. Thirapak. Việt Vị. Trợ lý trọng tài người Philippines Engangado đã căng cờ báo Việt Vị. Thái Lan đã 3 lần rơi vào bẫy Việt Vị. Vẫn là cầu thủ Việt Nam. Minh Trọng. Đá nối. Pha xử lý của Tiến Sinh. Một pha chọc khe thông minh của Minh Trọng. Mạnh Quỳnh. Pha phạm lỗi. Của Công Đến. Phan Tuấn Tài. Cổ động viên vẫn đang truyền lửa cho cầu thủ U18. Thank you.
Faradon. Thái Lan đang rất nỗ lực để ép sân. Với cục diện bảng B hiện nay, Thái Lan buộc phải thắng ngày hôm nay thì mới còn hy vọng có thể đi tiếp. Có thể nói việc Malaysia bất ngờ thắng Australia 3-0 trong ngày hôm nay đã khiến cho nhiều tính toán ở bảng B bị đảo lộn. Pha băng ra kịp thời của Ielinie. Phát bóng rất mạnh lên. Tôi xin đính chính là với tình hình hiện nay ở bảng B, Thái Lan có thể nói là đã chắc chắn hết cửa đi tiếp rồi. Thái Lan không có cơ hội, bởi vì kể cả thắng trận đấu ngày hôm nay, họ mới chỉ có được 4 điểm. Thắng tiếp trận cuối cũng chỉ là 7 điểm. Trong khi Malaysia sau trận thắng bất ngờ trước Australia thì cũng đã có 9 điểm rồi. Cầu thủ Thái Lan đang chơi với tinh thần thoải mái và đang thi đấu như cách người ta vẫn gọi là đá vì danh dự. Công của Thái Lan hết sức nguy hiểm. Cầu thủ Việt Nam đã rất cố gắng che chắn, tất cả đều đã rất mệt. Pha băng lên rất nhanh của số 9 Sitinan. Khắc Lương sau khi bị thất thế đã cố gắng để có thể truy cản ở thời điểm cuối cùng. Ielinie cũng đã cố gắng cứu cho đội nhà khỏi phải chịu một quả phạt góc, nhưng bất thành và anh đã bị đau. Huấn luyện viên thủ môn Thế Anh vừa rồi đã ra quan sát tình hình của Ielinie. Pha bóng hết sức nguy hiểm. Ở thời điểm quyết định, Khắc Lương đã kịp xoài trúng bóng. Xuân Tạo
vẫn còn có một cầu thủ bóc lót. Phan Tuấn Tài, bóng đá luôn có những bất ngờ. Với bóng đá trẻ thì sự trồi sụt thậm chí còn diễn ra trong mỗi một trận đấu, lúc hay lúc dở. Với Australia thì không thể ngờ đội bóng mạnh toàn diện như vậy lại thua Malaysia 0-3. Malaysia thua Việt Nam 0-1 ở ngày ra quân. Trong trường hợp Việt Nam không thể thắng Thái Lan ngày hôm nay, chúng ta không tự quyết định được việc vào bán kết. Tuy nhiên vẫn có thể chờ đợi những bất ngờ, vẫn có thể chờ đợi Thái Lan đá một trận ra trò trước Malaysia trong trận đấu cuối cùng của họ ở giải đấu, bởi vì họ chắc chắn đã bị loại. Và cũng có thể chờ đợi Australia tiếp tục sơ sẩy trước Singapore. Về phía Việt Nam, đương nhiên chúng ta phải thắng được Campuchia. Xuân Tạo, chuyền vào, phạt góc cho U18 Việt Nam. Tiến Sinh, phút thứ 90 của trận đấu. Hiệp 2 có 4 phút bù giờ. Hiệp 2 trận đấu có 4 phút bù giờ. Băng ra kịp thời và quyết đoán của Ilienie. Công đến. Cơ hội Mạnh Quỳnh. Sút bóng không được. Rất tiếc bóng lại đi chạy cầu môn. Mạnh Quỳnh đã có một cơ hội rất tốt.
đá chân trái bị gượng của Mạnh Quỳnh. Theo thông báo từ ban tổ chức thì tại giải U18 Đông Nam Á, trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau, chỉ số phút đầu tiên được xét đến là hiệu số bàn thắng bàn thua. Việt Nam lúc này đang bất lợi về chỉ số phút so với Australia và Thái Lan và Malaysia. Và tỷ người hợp lý của đội trưởng Nát Trang. Võ Nguyên Hoàng hôm nay chơi rất sông sáo. Quả thả góc rất quý giá ở phút bù giờ thứ 3. Minh Trọng đã lên kịp. Công đến. Xuân Tạo đi vào trong, vẫn là Xuân Tạo. Xử lý của Mạnh Quỳnh. Trong trường hợp ở trận đấu cuối Thái Lan hòa Malaysia, Việt Nam vẫn có cửa vượt qua Malaysia nếu thắng thật đậm Campuchia. Xuân Tạo, vẫn là Xuân Tạo chuyền vào. Hồ Tuấn Tài, bóng đi chạy cầu môn. Những giây cuối cùng, Xuân Tạo đã rất nắm nót, chuyền đường bóng vào cho Hồ Tuấn Tài. Và như vậy là trọng tài Indonesia Pubadin đã nổi tiếng vào mãn cuộc, không đều là tỷ số cuối cùng. Trận đấu thứ tư và là trận đấu đầu tiên ở giải năm nay, U18 Việt Nam không ghi bàn.